Tại lữ đoàn 167 vùng 2 Hải quân đứng chân tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, thành đoàn Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền chủ quyền biển đảo biên giới Việt Nam với chủ đề Biên giới biển đảo trong tim tôi. Hơn 100 cán bộ đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu được đại diện lữ đoàn 167 chia sẻ về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định liên quan đến biển đảo Việt Nam, cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý, khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chủ quyền trên các vùng biển đảo của Việt Nam. Các đại biểu còn được thông tin về kết quả công tác quản lý biên giới, cắm mốc và tôn tạo hệ thống mốc giới trên nền đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên thanh niên còn được tham quan lữ đoàn 167, tìm hiểu đời sống, vai trò của các chiến sĩ trong bảo vệ lãnh thổ đất nước.